Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Thưa quý vị, thời gian qua thì đời sống âm nhạc Việt Nam càng ngày càng rất là nhiều phong phú và nhiều màu sắc. Mỗi ca sĩ sẽ đeo đuổi một dòng nhạc riêng và mỗi màu sắc, mỗi cá tính như vậy sẽ góp phần cho cái nền âm nhạc Việt Nam ngày càng thêm mở rộng và lung linh. Ngày hôm nay thì Tường sẽ giới thiệu cho quý vị một cô ca sĩ mà có một cái gu rất là lạ, một cái style rất là lạ, một giọng hát đầy nội lực, và khi cô xuất hiện thì làm cho mọi người phải wow, phải ngạc nhiên. Và cái phong cách cũng như là cái sắc vóc của cô giống như là những cái cô ca sĩ mà da màu ở nước ngoài trên thế giới vậy đó quý vị. Năm 2007, cô bước vào cuộc thi Việt Nam Idol mùa thứ nhất và lọt vào top 5. Sở hữu chất giọng khỏe khoắn đầy nội lực cùng vũ đạo tốt, cô trình diễn những ca khúc tiếng Anh chuẩn, được giới chuyên môn đánh giá cao. Từng là một hiện tượng nhạc Việt với nickname xấu lạ, ca sĩ Thảo Trang ngày một trưởng thành. Dù không phải là cái tên quá hot trên mạng, nhưng Thảo Trang vẫn là cái tên xuất hiện ở những show diễn lớn, nhất là show diễn cần giọng hát mạnh hay những chương trình mang tính quốc tế. Cô theo đuổi dòng nhạc dance pop và EDM sôi động. Giờ đây ca sĩ Thảo Trang là một người mẹ, cô có sự từng trải và càng chín muồi hơn trong âm nhạc. Những câu chuyện mà Thảo Trang mang tới cho Hạnh Phúc Ở Đâu vì thế mà cũng sẽ mang lại một mảng màu khác đầy thú vị cũng đầy cảm xúc. Xin chào Thảo Trang. Xin chào chị Cát Tường. Xin gửi lời chào đến quý vị đang xem Hạnh Phúc Ở Đâu. Hôm nay đặc biệt nha Trang. Ở trước giờ thường thường hay mọi người hay ghẹo nói cô Thảo Trang là cô xấu lạ, nhưng ngày hôm nay thì Tường lại thấy là em đẹp lạ. Có cái gì thay đổi, có cái chiêu gì mà sao bây giờ đẹp lạ vậy? Cái nickname xấu lạ là từ thời đầu tiên bước vào showbiz, mà hồi đó xấu thiệt. Tự nhận xấu luôn. Thời đó thì không có quan tâm về ngoại hình, em nghĩ là tuổi trẻ mà. Lúc đó đang tự tin rất là nhiều, những cái sự tự tin khác ở về giọng hát, sự quan tâm của khán giả, cho nên về ngoại hình thì mình không đặt nặng. Còn càng trưởng thành thì phụ nữ mà lại càng muốn làm đẹp, càng ngày càng muốn mình đẹp hơn. Mà muốn đẹp thì phải chịu khó, vừa phải tập luyện rất là nhiều, duy trì, vừa phải ăn uống, nói chung rất là nhiều thứ, chào chuốt, chăm sóc đầy đủ anh em đó, cho nên ngày hôm nay. Nhưng mà đã có nhiều người khen chưa? Dạ rất là nhiều người khen rồi, bây giờ người ta không muốn gọi xấu lạ nữa, muốn gọi là đẹp lạ, nhưng mà người muốn gọi gì gọi. Thảo Trang vẫn cứ Thảo là Trang, Thảo Trang. Thảo Trang thôi. Thật sự là Trang là một cái ca sĩ rất đặc biệt, bởi vì có một cái giọng hát như Tị Tường vừa chia sẻ, không phải là khen mà thật sự là rất là nội lực và rất là đặc biệt. Và quan trọng là Trang là chuyên hát nhạc ngoại mà phát âm, cái cách phát âm tiếng Anh của mình nó chuẩn và nó lạ, nó giống với nước ngoài, giống như thế giới vậy đó. Cảm đó chị. Thì cái này là do đâu, do là em tự luyện tập hay là do có cái gen từ gia đình mình, là có ai hoạt động trong lĩnh vực ca hát này hay không? Về nghệ thuật thì cả bên nội bên ngoại đều có, rất là đam mê nghệ thuật. Từ ba em cũng hát rất là hay, vừa đàn vừa hát. Rồi phía ngoại thì có từ ông ngoại là truyền lại đến đời con tới đời cháu. Cái cơ duyên nào để cho Trang đến với âm nhạc? Lúc mà đi học tuổi nhỏ thôi là trong trường là đã phát hiện ra là Trang có giọng hát rồi. Thì hay đưa đi thi những cái cuộc thi nhỏ lẻ của trường, của lớp. Đến khi em vào lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, đi làm một thời gian xong rồi lại quyết định đi học tiếp, đậu vào nhạc viện để đào tạo chuyên sâu. Thế là em chọn thanh nhạc để theo học. Thì từ đó mới nở ra những cái con đường mới, những cái mối quan hệ. Rồi đi thi. Đi thi rất là nhiều cuộc thi, rớt cũng khá nhiều. Lọt vào mắt xanh của ban tổ chức chương trình Idol, Việt Nam Idol năm 2007. Thì hồi đó là chị nhớ là cái ngoại hình của em nó rất là lạ, nó rất là nổi bật. Đen, tóc thì xoăn, giống như con lai châu Phi vậy đó. Thì rất là nổi bật. Thi xong là nổi tiếng. Không có được thắng giải nhưng mà rất là nổi tiếng. Thì sau cuộc thi nó là một cái bệ phóng rất lớn. Và đó mở ra cho em nhiều cơ hội như thế nào? Sau cuộc thi đó thì đi diễn show. Mà em nhớ cái ngày xưa là cuộc thi đó là chỉ có được chiếu trên TV thôi. Hồi đó là trên mạng xã hội của mình chưa có mạnh, chưa có Facebook, chưa có YouTube, chưa có gì hết. Thì mọi người chỉ coi TV, mà cái chương trình thực tế đầu tiên tại Việt Nam, cho nên là cả nước coi. Cho nên là sau khi em thi xong là rất rất là nổi tiếng, ra đường ai cũng nhận ra. Thì sau đó là đi diễn rất là nhiều, giới thiệu, rồi xong là được gặp gỡ những anh lớn, anh nhạc sĩ Liên Dương Khắc Linh. Thời đó thì bọn em cũng có vào một cái công ty chung với nhau, vừa làm phim rồi MV ca nhạc là rất là nhiều, và từ đó em được thăng hạng.
rõ ràng là bước ra cái cuộc thi đó nó đã giúp cho mình mở ra rất là nhiều cơ hội. Chứ thật ra nếu mà học trong nhạc viện không, chưa hẳn ra là mình đã được nổi tiếng đâu. Tại vì rất là nhiều bạn học nhạc viện, đâu phải ai ra là học nhạc viện để có mình nền tảng vững chắc, và khi cơ hội tới thì mình mới là bung được, đúng không? Mà lúc em đi học nhạc viện em đâu có nghĩ là em thành người nổi tiếng đâu. Em nghĩ là em đi học để em ra cô giáo thôi. À đó. Thật ra là Thảo Trang lựa chọn định hình cái phong cách âm nhạc của mình là thể loại nhạc như thế nào, và vì sao bạn lại chọn cái phong cách đó? Em nghĩ là từng thời điểm thì em thay đổi, có thể thể hiện được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Mới thi thì em vẫn còn mạnh về rock, pop. Rồi sau đó thì em qua R&B, dance, EDM. Và từng thời điểm em chuyển đổi và tùy vào cái cảm hứng nè. Hứng song song vừa nhạc ngoại và nhạc Việt. Nhưng mà chính vì cái nhạc ngoại đó là phần chính, nó giúp em tồn tại được tới thời điểm này. Ngoại ngữ là xuất phát từ đâu mà giỏi vậy, hát chuẩn vậy? Ngoại ngữ là từ ba. Trong gia đình là từ nhỏ khi em đi học là ba cũng đã trau dồi thêm, tại vì ba giỏi tiếng Anh. Cái lúc mà em đi hát những cái show nhỏ trước khi nổi tiếng thì là chỉ học vẹt những cái bài hát tiếng Anh thôi. Chỉ mình nghe xong mình hát theo, mình bắt chước thôi chứ mình không hiểu mình hát cái gì hết. Thì sau đó mới tự thôi thúc bản thân mình là mình muốn hiểu mình đang hát cái gì, thì lại tự đi đăng ký đi học thêm. Em nghĩ là thêm thời gian rồi em cũng tự chịu khó học hỏi. Bởi vì mới nói tại vì sao mà Tường hỏi câu đó, tại vì không phải ai mà giỏi tiếng Anh là cũng hát tiếng Anh nó chuẩn đâu. Tại vì thật sự có những người nhà của Tường á, Việt Kiều đó, mà hát nhạc tiếng Anh mắc cười muốn chết luôn vậy đó. Hát giống như là không biết nói tiếng Anh vậy đó. Cho nên là cái việc nói tiếng Anh với cái hát tiếng Anh cho chuẩn á là hai cái phạm trù nó hoàn toàn khác nhau, quý vị. Khi mà cái người nghệ sĩ người ta có cái khiếu, ca sĩ người ta có khiếu, người ta bắt chước, người ta lắng nghe cách luyến lấy của những người ở nước ngoài mà mình thần tượng đó, mình nghe mình học những cái cách phát âm nhã chữ của nó, đúng không ạ? Mới đầu thì giỏi hát thôi chứ cũng không có giỏi nói. Đúng rồi. Chẳng hạn thì hát thì rất là chuẩn nhưng mà không biết mình đang hát cái gì. Sau đó nhờ học hỏi thêm thì em biết rõ là mình đã hiểu cái ngôn ngữ thì mình truyền tải cảm xúc cái bài hát này sâu lắng hơn. Thảo Trang là một cái ca sĩ như Tường chia sẻ lúc đầu rất là có cá tính cũng rất là mạnh và rất là khác biệt. Như vậy thì bạn có bao giờ nghĩ rằng là nhiều khi mình sẽ khó tiếp cận với khán giả hay không? Cái cá tính đó của mình có bao giờ làm cho mình phải mất đi nhiều cơ hội trong nghề không? Em không nghĩ là cái hình ảnh của em nó quá cá tính và quá lạc loài. Đến thời điểm này thì em đã xây dựng được một cái thương hiệu riêng, cá tính đặc biệt. Thì cũng chứng minh cho khán giả thấy rồi là không phải là mình quá khác biệt thì mình sẽ không tồn tại được. Miễn là mình cố gắng, mình duy trì, luôn luôn nỗ lực. Nghệ sĩ luôn luôn cần có những cái cá tính riêng để không hòa lẫn với những nghệ sĩ khác. Thì em tự tin là em đã xây dựng được cái cá tính đó, cái thương hiệu đó. Về âm nhạc thì nó sẽ phải dung hòa với thị hiếu của khán giả. Em có một phần hơi khó tính ở chọn những bài hát không được đại chúng. Cộng thêm nhiều khía cạnh khác. Còn trong cuộc sống của em, cuộc sống riêng cũng bận rộn, không có dồn hết 100% sức lực vào cái ngành nghề ca hát của mình, cho nên không có đạt được đến cái vị trí mà như mình mong muốn. Đối tượng khán giả mà Trang nhắm đến là đối tượng nào? Em đang có lượng khán giả là cái tuổi nó rất là rộng rồi. Trong thời gian sắp tới thì em muốn tiếp cận đến các bạn trẻ, Gen Z, các bạn trẻ hơn. Giữa cái showbiz Việt thì rõ ràng là nó rất là ồn ào, nhưng mà trong một thời gian thì Tường thấy giống như là Thảo Trang chọn cách đi riêng của mình, con đường đi riêng của mình nó hơi lặng lẽ. Tại sao lại như vậy? Tính cách con người nữa, em cũng không thích ồn ào. Sao chị thấy đáng lẽ nó hơi bị ngược cái bên ngoài tính. Đúng rồi, đáng lẽ là nó phải mạnh mẽ, nó phải là cái gì đó nó rầm rộ, nó hoành tráng lắm chứ. Chứ thấy có vẻ nó hơi lặng lẽ, nó hơi nhẹ nhàng. Liên quan đến cái cuộc sống riêng của bản thân, còn gia đình, rồi sau này 5 năm vừa rồi em lại có cậu con trai. Khoảng thời gian mà em dành cho nghệ thuật với ngành nghề của mình nó cũng bị giảm bớt đi. Cũng phải nhường sân cho các em trẻ đi lên. Nhưng mà lần đầu tiên tôi nghe một cô ca sĩ, một người hoạt động nghệ thuật mà thấy là có tuổi rồi mà phải nhường. Chứ tôi thấy ai cũng là lúc nào tôi lúc nào cũng như 18 đôi mươi. Đâu có mình vô đâu có hot ra ngoài được đâu. Tại vì có nhiều người nhận xét đó là nếu như mà Trang thật sự mà Trang cố gắng hơn hoặc là rầm rộ hơn thì có thể là cái vị trí của Trang nó hơn bây giờ rất là nhiều. Thì em nghĩ sao về điều này? Chắc em cũng phải tin Tử Vi một phần á. Tại vì Tử Vi nói là em hậu vận mới ổn. Hậu vận là chừng nào? Cho nên chắc cái từ này trở đi em mới lên hay sao? May mắn là đến bây giờ là 15 năm vẫn còn tồn tại, vẫn còn phát triển, vẫn còn những cái hoài bão cho cái ngành nghề của mình. Và em còn rất là nhiều những cái khía cạnh mà em chưa khai thác. Quan trọng là vẫn còn đam mê.
để theo đuổi nó. Cho em hát nhây lắm, chị yên tâm, 20 năm nữa. Đó là chị yên tâm mà. Lại nãy chị mới nghe em nói là có tuổi rồi phải nhường sân lại cho các bạn trẻ, cho nên là mình mới nhường phần nào thôi. Nhường phần nào thôi, nhường một chút để mà dòm ngó rồi tiến lên đúng không? Trang có nhớ được là mình đã phát hành bao nhiêu cái album hay là những cái dự án âm nhạc của mình chưa? Dạ, 3 album và rất 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 nhiều single. Là ca sĩ có cá tính và sáng tạo, theo đuổi phong cách gợi cảm, mỗi khi xuất hiện Thảo Trang thường khuấy động sân khấu. Đã nhiều năm theo nghề hát, nhưng ca sĩ Thảo Trang chọn cho mình hướng đi lặng lẽ hơn những người bạn đồng trang lứa. Có lẽ một phần âm nhạc của cô hơi kén khán giả và cuộc sống gặp không ít thăng trầm biến cố, khiến con đường ca hát của ca sĩ Thảo Trang chững lại một thời gian. Tuy nhiên gần đây cô đã trở lại với những dự án mới và phong cách vẫn đầy năng động, vẫn có chỗ đứng nhất định vì cô đã tạo ra những dấu ấn riêng. Ca sĩ trẻ hiện nay thì không thiếu, nhưng có lẽ chỉ thiếu cái riêng. Vì lẽ đó khán giả ủng hộ Thảo Trang, bởi cô biết biến khuyết điểm thành ưu điểm và dung hòa nó bằng sự nỗ lực trong giọng hát và kỹ thuật hát. Cô có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ sôi động đến dân gian đương đại. Dù hát thể loại nhạc nào thì âm nhạc của Thảo Trang vẫn toát lên vẻ hiện đại, trẻ trung, sôi động và lạc quan, giống như tính cách của cô. Bởi lẽ điều mà ca sĩ Thảo Trang mong muốn mang đến là lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả của mình. Trang vừa chia sẻ là có 5 năm vừa rồi là mình cũng chận lại vì mình có gia đình, có baby á. Dạ. Thì khi mà quay trở lại như vậy sau cái thời gian sinh con thì Trang có gặp phải những cái khó khăn gì không? Dạ chắc chắn có rất nhiều. Người nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ trình diễn mà, thì khi có thai là em đã phải ngừng hoạt động hết tất cả mọi thứ. Là mất hết tổng cộng là 1.5 năm. Vừa mang thai vừa sinh con ra. Thì sau khi Alex ra đời cũng phải 6 tháng em mới hoạt động trở lại. Nhưng mà em cũng may mắn là có rất là nhiều bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ để cho cái sự trở lại của em nó cũng đỡ khó khăn hơn, dễ dàng hơn. Thì sau đó thì cũng em nghĩ là được mọi người thương, trở lại đó nó rất là nhẹ nhàng. Rồi sau đó là bùng cháy. Những cái khó khăn cụ thể nó là những khó khăn như thế nào? Về cái gì? Đầu tiên là về kinh tế nè. Mình đã ngắt một cái khoảng thời gian không có làm việc khá lâu. Thì dĩ nhiên mình cũng phải đảm bảo cái phần kinh tế đó trước khi mình sinh con rồi. Nhưng mà sau đó nó cũng có cái thời gian dài, mình chỉ có xài tiền không thì làm sao nó không hết được. Ra sản phẩm để trở lại, để comeback thì phải đầu tư, cũng cần cái số tiền khá lớn. Thời điểm đó cũng may mắn là gặp được những mạnh thường quân, nhà tài trợ cũng có đồng hành. Sau khi ra sản phẩm comeback thì em dễ dàng hơn. Thời gian tới thì Trang định ra mắt những cái sản phẩm như thế nào, cái dòng nhạc nào? Trong năm nay thì em có một dự án nhạc pop dễ tiếp cận hơn với khán giả, dễ nghe hơn. Tại vì bình thường thì em hay mạnh về mảng sân khấu, về biểu diễn. Thì em hay ra những cái sản phẩm nhạc dance. Ca khúc đó thì mạnh hơn về sân khấu. Còn về để nghe thì khán giả ít khi nghe nhạc dance nhiều. Nghe nhạc pop, nhạc ballad thì nhiều. Thì năm nay em sẽ cho ra một sản phẩm để tiếp cận với khán giả. Wow, đang háo hức chờ đợi nha. Hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ chờ đợi và ủng hộ cái sản phẩm âm nhạc sắp tới của Thảo Trang. Sau một khoảng thời gian dài em hoạt động nghệ thuật như vậy thì riêng bản thân mình, Trang tự cảm nhận là mình rút ra những bài học kinh nghiệm gì? Từng thời điểm sẽ có những cái sự sáng tạo riêng, những cái sự gặp gỡ, những cái duyên cơ mình gặp với những cái cộng sự. Thích thì mình mới làm ra trò, còn không thích thì kiểu làm cho qua thì nó sẽ không tới đâu cả. Cho nên nhiều người cũng mất tới mấy năm mới ra được một cái album mới. Mỗi thời điểm thì em sẽ có những tiếp cận những cái mới. Nên cho nên chị thấy em luôn trẻ rồi, em luôn năng động. Em đu theo giới trẻ. Giai đoạn nào trong cái cuộc đời của mình là Trang cảm thấy là nó khó khăn nhất? Mà chắc là thời điểm em sinh con. Do áp lực cuộc sống rồi cũng sợ là mình sinh con xong là cái sự nghiệp của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Em nghĩ về tâm lý thôi. Nhưng mà chị nghĩ trước khi sinh là em cũng đã phải chuẩn bị trước những cái điều đó rồi chứ? Dạ cũng chuẩn bị, nhưng mà tại vì em cũng sinh con một mình
thì nó khó khăn hơn những cô gái bình thường. Khi đã chuẩn bị tâm lý rồi thì cũng trải qua cái việc đó nhẹ nhàng. Chỉ là mình hơi sợ một chút xíu là cái sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng thôi. Còn dĩ nhiên khi quyết định có Alex là hoàn toàn tâm toàn ý. Trong một cuộc sống mình nó xảy ra những cái lúc khó khăn hoặc là những cái biến cố gì đó thì bản thân của Thảo Trang chọn cái cách vượt qua bằng cái cách nào và rút ra được điều gì đối với những cái câu chuyện đó? Em thì tại vì có một cái tuổi thơ khá là khó khăn. Khi trải qua cái khoảng thời gian khó khăn đó rồi, khi trưởng thành thì những cái khó khăn nó đến với em đó, em thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Nên không có khó khăn nào em không vượt qua được. Thì rất là tỉnh táo, cộng với cái bản tính của em cũng lạc quan. Cho nên kể cả có khó khăn nào cũng luôn luôn tìm cách giải quyết, không có ngồi khóc. Đối với cuộc sống của mình, đối với sự nghiệp thì thấy Trang có vẻ rất là mạnh mẽ và tự quyết đoán, tự quyết định hết. Nhưng mà trong tình yêu thì sao? Em có phải là một người như vậy luôn hay không? Có luôn chị. Trong cuộc sống sao là trong tình yêu nó cũng vậy đó. Cũng mạnh bạo. Cũng mạnh bạo. Thích là thích, không thích là không thích. Không thích là đi luôn chứ không có nhây. Chết rồi, nhưng mà người ta nói là yểu điệu thục nữ là quân tử mới hiếu cầu. Dạ. Yeah. Mình manly quá, đôi lúc mình sẽ cảm thấy là manly, mình đâu phải trong tình yêu, đâu phải là mình manly đâu. Mình chỉ là làm chủ cuộc chơi, mình làm chủ cuộc đời của mình. Chủ sao, nói nghe coi nè. Là mình thích thì mình nói mình thích, không cần phải chờ đối tượng nam đến nói với mình. Thì mình thích mình cứ thổ lộ thôi. Còn chuyện người ta thích mình hay không thì tính sau. Tự vững vàng cái cuộc sống của mình, tài chính, để mình không bị phụ thuộc. Đa số hình như chị thấy bạn trai em toàn người nước ngoài không, đúng không Trang? Đó là em do chủ đích em tự chọn hay là tại tự nhiên nó tới như vậy? Trong cái môi trường sống em thì cũng nhiều người nước ngoài, bạn bè cũng nhiều. Cũng có nhiều người Việt nhưng mà em nghĩ là do cá tính em mạnh quá. Thì các anh thuần Việt Nam thì không sợ. Có quen bạn trai nào người Việt Nam chưa? Dạ có, sao mối tình đâu em là người Việt. Cuộc đời rồi cái cá tính của mình nó cũng thay đổi rồi càng ngày càng mạnh hơn. Càng cá tính hơn. Vì em nghĩ là em sống hơi bị phóng khoáng, cái cá tính cũng mạnh nữa thì hơi khó cho dạ, phù Việt. Hợp đàn ông Việt. Dạ. Cái mẫu người đàn ông như thế nào thì là cái tuyếp người mà Trang lựa chọn? Phải tử tế nè, ga lăng, có cái ý chí tiến thủ, phải luôn luôn đi về phía trước, giống em. Thì em luôn luôn tìm tòi những cái mới, em luôn muốn làm này, muốn làm cái kia, muốn cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, thì phải có chí. Không thể nào dậm chân tại chỗ đúng không? Đúng rồi. Phải hướng về em phía chán trời. Liền. Đều đều mỗi ngày là em sẽ chán liền. Cho chị hỏi một xíu, nãy chị nghe Trang có nói là tại vì Trang sinh con một mình cho nên là nó khó khăn nhiều hơn. Sinh con một mình là như thế nào? Lúc mà em gặp bà ba của con trai của em là hai người chỉ có mới hẹn hò, có con thì hai người không có tìm được cái điểm chung. Cho nên lại chia tay ngay thời điểm em mang thai. Và em tự quyết định là chọn con đường này cho riêng mình thôi. Và không có liên quan đến ba của bé. Mối quan hệ hiện tại như thế nào? Có còn có liên lạc gì không? Ba của bé với bé? Là ba của bé không may mắn là qua đời rồi mấy năm trước rồi. Yeah. Trước đó thì cũng có liên lạc nhưng mà sau tại vì không có liên lạc nhiều. Chỉ để biết về thông tin về nhau thôi. Thì không may là ba bé cũng qua rồi, cho nên là giờ lại một hành trình mới. Có nghĩa là một người mẹ đơn thân nuôi con, ngay cả từ điểm xuất phát cho đến bây giờ đều là đơn thân. Dạ. Thế thì hiện tại đang có tình yêu gì chưa? Cũng hẹn hò đây đó. Tại vì khi có con rồi thì có lẽ là cái cách nhìn của Trang về một cái người đồng hành với mình nó sẽ khác với dạ, trước đây chứ. Chắc chắn khác rất nhiều. Khác như thế nào em có thể chia sẻ cho chị biết không? Một người phụ nữ mà khi đã có con rồi thì cái tình yêu đã dồn hết cho cái đứa con của mình. Người đàn ông bên cạnh, kể là ba của bé hay không phải ba của bé, nó bớt cái tầm quan trọng hơn. Em nghĩ ai đã lập gia đình rồi và khi có con rồi thì sẽ hiểu vấn đề này. Mình dồn hết cái tình yêu của mình nhìn cho đứa con của mình trước. Đầu tiên em quen một người, dĩ nhiên là em sẽ luôn đặt cái gia đình ra lên hàng đầu. Người đó có quan tâm đến con của mình hay không. Dĩ nhiên quen một người mà đã có con rồi sẽ rất là khó. Nhưng mà một người nếu mà thương mình thật sự thì người ta sẽ quan tâm, chăm sóc đến cùng. Cái hành trình làm mẹ đơn thân thì những cái khó khăn áp lực của Trang cụ thể là như thế nào? Không hẳn khó khăn quá, tại vì có mẹ. Có mẹ ở với em bên cạnh cho nên là chăm sóc tuyệt vời nhất đáo. Là khi có mẹ bên cạnh rồi. Chỉ cái hơi khó khăn cái đoạn đầu là mình tại em sinh mổ thì cái vết mổ nó hơi đau chút xíu thôi. Nhưng cái chuyện nó nhỏ. Có áp lực một chút xíu về kinh tế rồi không biết lo lắng là tiền bạc đâu đồ sao thôi đúng cái không? Cái đó là lo nhỏ thôi.
Chứ tại vì sinh con ra xong rồi bất chấp rồi. Hiện nay con đang như thế nào? Cậu bé đang như thế nào? Cậu bé rất là dễ thương, 5 tuổi rồi. Và em vẫn ở chung với mẹ mà. Rồi Alex chuẩn bị năm nay vô lớp 1. Em có thay thường, có ngại khi mình chia sẻ những hình ảnh của con mình lên trên mạng rồi khoe đồ này kia như vậy hay không? Dạ không, từ nhỏ đến giờ là em vẫn rất là hay khoe, hay khoe con. Nhiều người là người ta cứ quan niệm là, nhất là những người hoạt động trong showbiz, người ta lại thích giấu. À, người ta sợ con sẽ bị ảnh hưởng này kia kia nọ. Thì em suy nghĩ như thế nào về những cái quan điểm như vậy? Tùy sở thích. Thì có những người không muốn con mình đi học có bạn biết là con của ba mẹ nổi tiếng. Có những người như em là rất là thoải mái. Tại vì bản thân những đứa con mà sinh ra trong gia đình mà có ba mẹ làm nghệ thuật thì phải chấp nhận điều đó, phải sống với cái gì đó, không có giấu. Nhưng mà lớp 5 tuổi thì cũng đã trò chuyện được với mẹ rồi đúng không? Phải hiểu với mẹ rồi không? Dạ. Bé có biết về ba mình không? Dạ biết, Alex biết rất rõ. Em có kể một lần cho bé biết. Hồi vừa bố mình vừa mất á, là em có kể hết. Rồi một lần thôi là bé nhớ, sau này ai hỏi là bé trả lời. Rồi bây giờ trong những cái mối quan hệ bạn bè, những người đeo đuổi mình thì Alex có tham gia không? Có ý kiến không? Có tỏ thái độ không? Thời gian vừa rồi thì em quen có một người. Thì chỉ một người thôi, thì cũng trong thời gian tìm hiểu cũng chưa có sâu đậm. Còn Alex đối với bạn trai thì rất là thoải mái. Alex cũng phóng khoáng như mẹ. Đúng rồi. Rất là thoải mái. Máu ba thì cũng là nước ngoài rồi, thêm mẹ cũng phóng khoáng nữa thì con nó cũng sẽ dễ dàng đúng không? Nhưng mà sau khi có con thì bản thân Trang cảm thấy là mình thay đổi như thế nào? Có trách nhiệm hơn. Có trách nhiệm rất là nhiều. Có mục đích sống. Liệt kê một số những cái thói quen mà Trang đã thay đổi để mà phù hợp với cuộc sống của người mẹ đơn thân. Ví dụ như ngày xưa đi chơi khuya hơn. Sáng dậy trễ hơn. Còn bây giờ phải về sớm đưa con đi học. Quanh quẩn gần trường con để buổi chiều đón con đi về. Đó là cuộc sống của mình nó phải dính vô con. Biết lo lắng hơn, biết đầu tư xây dựng cho tương lai hơn, lo cho con. Một ngày của Trang nó sẽ như thế nào? Rồi thời gian nào dành cho công việc, thời gian nào dành cho cá nhân, thời gian nào dành cho con cái? Ví dụ như mùa đầu năm, cuối năm thì rất là bận về biểu diễn. Thì em đi show rất là nhiều. Là nhờ ngoại hết? Là nhờ ngoại, cũng có thể nhờ anh em. Còn em đi diễn thì không phải là đi liên tục mỗi ngày. Thường là cuối tuần mới đi. Hoặc là nếu là đi lưu diễn, nếu mà cuối tuần thì em sẽ đưa Alex và mẹ đi cùng. Ban ngày thì em tập hát, học lời. Rồi tập với dancer để chuẩn bị với cho những cái phần trình diễn của mình. Đi thu âm. Nghĩ lại những cái hành trình mà mình đã trải qua thì Thảo Trang, nếu mà nói về tiếc nuối thì bạn có tiếc nuối điều gì không? Con đường của em đi nhìn thấy thì nó khá là trắc trở, nhưng mà nhờ cái sự trắc trở này thì em trưởng thành hơn rất là nhiều. Nếu mà được phép đi lại một lần nữa thì em cũng xin được chọn con đường khó khăn này để mình được trưởng thành. Không là dễ dàng quá, dễ hơn lắm. Cái chuyện mình thành công được bao nhiêu thì đó là do cái sự đánh giá của khán giả cũng như là những cái người hoạt động trong chuyên môn với mình. Nhưng mà thật sự thì bây giờ các bạn trẻ, mà những bạn ca sĩ trẻ bây giờ, có nhiều bạn đang rất loay hoay, chưa có định hình được cái phong cách của mình là như thế nào. Có nhiều khi các bạn cũng hoạt động mấy năm rồi nhưng mà vẫn chưa có thể định hướng được. Thì mình cũng là một người đi trước và khá là thành công. Thế thì Trang có những cái lời khuyên gì dành cho những cái ca sĩ trẻ khi mà họ đang muốn tìm kiếm, muốn định hình một cái phong cách? Tùy vào cái thời điểm thì nó sẽ có những cái cách nhìn khác nhau. Như em mà ngày xưa lúc mà vừa nổi tiếng thì lúc đó 20 tuổi, mạng xã hội nó không có mạnh. Cái thời đó nó rất là khác bây giờ. Giờ mạng xã hội quá mạnh và các bạn trẻ có thể tiếp xúc với bất cứ cái gì các bạn muốn. Thì nó cũng là con dao hai lưỡi. Các bạn dành thời gian nhiều quá cho máy móc thì nó cũng sẽ mất đi sự kết nối với con người thật. Thì em nghĩ các bạn trẻ hiện nay thì đang bị thiếu cái sự kết nối đó. Nếu mà về xây dựng thương hiệu thì mình phải biết rõ được cái khả năng của mình này và tập trung xây dựng cho nó. Đừng có thấy các bạn khác làm xong rồi mình cũng đi theo. Mình phải tự tìm ra được cái thế mạnh của mình và mình xây dựng nó. Tương lai gần sắp tới thì Trang ước muốn điều gì? Đầu tư của em sẽ
gặt hái được nhiều thành công, đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực gì nữa chị chưa biết, nãy giờ mới nghe âm nhạc thôi. Đầu tư trong nhiều lĩnh vực thì mình chia sẻ luôn đi. Dạ rồi chị ơi, còn phải đầu tư những chỗ khác nữa. Ví dụ và đầu tư cái gì là để người ta ủng hộ người ta. Không, đầu tiên mạnh nhất là vẫn là cái nghề chính của mình là âm nhạc. Thì hy vọng những cái sản phẩm của mình được khán giả chú ý, ủng hộ, luôn luôn theo dõi, yêu mến. Có được nhiều show hơn, đi show là có tiền rồi. Có tiền thì sẽ đầu tư vào những lĩnh vực khác. Bất động sản. Wow, đó người ta mới cần nghe những cái từ khác đó chứ, khác ai biết khác cái gì. Chia sẻ để mà mừng với em của mình thôi chứ, mà thật ra mấy năm rồi Tường với Trang mới được gặp lại nhau, đâu phải có nhiều cơ duyên để ngồi nói chuyện như thế này đúng không? Trang nghĩ như thế nào về hai từ hạnh phúc? Ai cũng đi tìm hai từ này đúng không? Đối với thời điểm hiện tại thì xoay quanh gia đình, xoay quanh cái công việc mình yêu thích, mình làm được những gì mình thích, nó tạo ra được cái nguồn thu để phục vụ cái cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà Trang có cảm thấy là mình đang hạnh phúc không? Em đang hạnh phúc. Từ ngày có con là em rất hạnh phúc. À, ok. Cho nên nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ trên nét mặt của người phụ nữ đơn thân nuôi con đúng không? Và đó là cái quyết định đúng đắn trong cái cuộc đời của mình. Yeah. Thì từ cũng vậy, nhiều người cứ nói vậy, mình thấy là cái điều hạnh phúc nhất của mình là mình sanh ra một đứa con. Yeah. À, bây giờ tự nhiên rồi mình mỗi ngày con mình lớn lên sau này mình sẽ cảm thấy rất là vui. Yeah. Và đó là cái điều đúng đắn nhất, mặc dù trong quá khứ mình đã làm rất là nhiều điều sai, nhưng đúng đắn nhất đó rất là có con, có đứa con đúng không ạ? Rất là vui khi mà ngồi trò chuyện với Trang ngày hôm nay, cũng một cái phong cách nó rất là từ từ, nó rất bất cần, nó cứ tửng thì tôi mới tôi nói vậy thì có buồn không, nhưng mà kiểu cứ từ từ nghĩ sao nói vậy, nghĩ ra hời hợt nhưng thật ra nó rất là sâu lắng. Với những người phụ nữ nó rất là từng trải cái nội tâm ở bên trong, có lẽ vì điều đó mà em hát hay cũng đúng, có thể vậy. Như vậy mình nói không có được mạch lạc bục lèo, cái cách nói chuyện của Trang nó hơi gãy khúc nhưng mà hình như tất cả những điều đó sẽ được thể hiện khi cô ấy cầm cái micro và đứng lên sân khấu. Tất cả những nội lực và nội tâm và những cái điều muốn thể hiện thì nó đưa vào trong cái lời ca tiếng hát. Chị Tường nhận xét như vậy đúng không? Em nghĩ là đời vùi dập quá thì bây giờ cái tâm trạng của em nó cũng thay đổi rất nhiều, cũng nội tâm hơn, rồi cũng nghe mọi người đánh giá là cái giọng hát bây giờ rất là sâu lắng. Hy vọng rằng là một vài những cái câu chuyện, những cái thông tin như vừa rồi cũng đủ để khán giả cảm nhận được hình ảnh của một Thảo Trang hoàn toàn mới, khác lạ, toàn những năng lượng tích cực. Và Tường cũng chúc cho Trang là luôn luôn có nhiều cái sức khỏe, năng động, cái sự tự tin và cái ngọn lửa đam mê với nghề để luôn luôn tiếp tục là bùng cháy trên sân khấu. Ngoài ra là chị cũng mong muốn em là đầu tư ở đâu, kinh doanh ở đâu thắng đó. Yeah. Để cải thiện thêm thu nhập để chi, để lo cho Alex nhá, và cho những người thân yêu của mình. Cảm ơn Trang rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu là không bức tranh nào giống bức tranh nào cả, bởi vì cuộc đời của mỗi con người nó sẽ có nhiều cái góc nhìn khác nhau, mà ta nhìn ở góc nào thì cũng có cái đẹp cả. Nhiều khi chỉ là những người trong cuộc thì mình mới hiểu được, chứ còn ở ngoài đôi lúc người ta cứ hay đánh giá, người ta hay nói người này như thế này, người kia như thế kia. Nhưng hạnh phúc là gì? Mình được sống với chính mình, hãy làm được những điều mình thích, đó là một cái giá trị hạnh phúc mà chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu luôn muốn mang lại cho quý vị khán giả. Cảm ơn đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chúng ta xin tạm biệt ở đây nhé, và hẹn gặp nhau vào tuần sau, khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu, 20:05 thứ bảy hàng tuần, và được phát sóng lại vào lúc 15:35 chủ nhật và thứ năm của tuần kế tiếp trên kênh TTV11. Và chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phát sóng lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và bây giờ thì Cát Tường và Thảo Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị.